Chào mừng quý khách đến với Nội thất Đức Thông, nơi mang đến cho quý khách những sản phẩm nội thất chất lượng và đẳng cấp. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng chiếc ghế đan dây dù chân gỗ sồi, một sản phẩm hoàn hảo cho không gian quán cà phê của quý khách. Và sau đây là toàn bộ thông tin và chi tiết về chiếc ghế đan dây dù chân gỗ sồi. Mời quý khách cùng theo dõi và xem hết video dưới đây. Đầu tiên là dây dù của ghế. Dây dù được sử dụng để tạo ra phần ngồi và lưng ghế, mang lại sự thoải mái và êm ái cho người sử dụng. Chất lượng dây theo tiêu chuẩn xuất khẩu giúp ghế chịu được ánh nắng mặt trời và thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo sự bền bỉ và độ bền cao của sản phẩm. Khung ghế rất chắc chắn, được làm từ các loại sắt cao cấp. Đây là điểm mạnh của sản phẩm, giúp ghế có khả năng chịu lực tốt và bền bỉ theo thời gian. Thứ hai là nệm ngồi của ghế, được làm từ simili cao cấp, nệm có tính đàn hồi cao, giúp người ngồi cảm thấy thoải mái và êm ái. Nệm simili đa dạng màu sắc, đi kèm theo ghế tạo nên sự vẻ đẹp và sang trọng cho không gian quán cà phê của quý khách. Thứ ba là chân ghế. Chân ghế được làm bằng gỗ sồi Mỹ cao cấp, mang đến vẻ đẹp tự nhiên và sang trọng cho ghế. Gỗ sồi Mỹ còn có khả năng chống mối mọt và tuổi thọ cao, giúp ghế trở nên bền bỉ và đáng tin cậy. Cuối cùng, không chỉ về tính thẩm mỹ, ghế cà phê đan dây dù chân gỗ sồi còn mang lại sự thoải mái và tiện ích cho khách hàng. Với thiết kế không tay, ghế này cho phép khách hàng dễ dàng di chuyển và ngồi thoải mái trong thời gian dài. Đó là lý do tại sao ghế cà phê này được đánh giá cao về tính thẩm mỹ và tiện ích. Với những ưu điểm vượt trội như vậy, chiếc ghế đan dây dù chân gỗ của Nội thất Đức Thông là lựa chọn hoàn hảo cho không gian quán cà phê của quý khách. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0909855844 để sở hữu sản phẩm này và tạo nên không gian cà phê độc đáo và thu hút khách hàng.